Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs, xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé. Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới. Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, 26 tháng 7 năm 2021, Laden xin chia sẻ với quý vị mẫu thông báo DE-238 được EDD gửi đến cho rất nhiều quý vị trong tháng 7 năm nay. Trong mẫu thông báo này, EDD nói những gì và quý vị cần quan tâm đến những điều gì? Đây là mẫu form thông báo DE-238 được một khán giả gửi đến cho Laden và đồng ý để Laden chia sẻ với quý vị trên YouTube để quý vị cùng tham khảo. Nếu quý vị nhận được thông báo giống như Laden đang chia sẻ trên màn hình, thì đó là thông báo yêu cầu quý vị phải tìm việc làm. Để Laden dịch thông báo này sang tiếng Việt cho quý vị nhé. Thông báo này là để nhắc nhở quý vị về yêu cầu tìm kiếm việc làm của quý vị, hoặc để thông báo cho quý vị biết rằng yêu cầu tìm kiếm việc làm của quý vị đã bị thay đổi và sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Điều này có nghĩa là EDD gửi thông báo này đến cho quý vị để nhắc nhở quý vị hãy đi tìm việc làm, hoặc là để báo cho quý vị biết một số thay đổi về yêu cầu tìm việc làm. EDD viết, việc không tuân thủ yêu cầu tìm kiếm việc làm có thể sẽ dẫn đến việc quý vị bị từ chối tiền trợ cấp thất nghiệp. Nếu quý vị không làm certify hoặc đang không nhận trợ cấp thất nghiệp vào lúc này, thì yêu cầu tìm kiếm việc làm sẽ được áp dụng khi quý vị mở lại hồ sơ của mình. Điều này có nghĩa là nếu hiện tại quý vị không còn nhận trợ cấp thất nghiệp của EDD nữa, hoặc là quý vị không còn làm certify nữa, thì quý vị không cần phải làm theo những yêu cầu tìm kiếm việc làm của EDD, cho dù quý vị có nhận được mẫu form thông báo DE-238 này. Nhưng nếu quý vị lại bị thất nghiệp và quý vị mở lại hồ sơ thất nghiệp của mình, thì quý vị phải làm theo những yêu cầu tìm kiếm việc làm theo mẫu thông báo DE-238 này của EDD. Trong thông báo này, EDD cho biết những yêu cầu tìm kiếm công việc của quý vị sẽ là: thứ nhất, quý vị phải sẵn sàng làm việc và tìm kiếm một công việc full time mỗi tuần. Sau đó, EDD giải thích thêm. Điều này có nghĩa là quý vị phải tìm kiếm một công việc toàn thời gian mỗi tuần để vẫn đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. Ngay cả khi quý vị tìm được một công việc bán thời gian, tức là công việc part time, quý vị vẫn phải tiếp tục tìm kiếm công việc toàn thời gian trong khi quý vị đang làm việc part time và nhận trợ cấp thất nghiệp của EDD. Như vậy là cho dù quý vị đang làm việc part time, quý vị vẫn phải làm theo những work search requirement của EDD nha quý vị. Quý vị vẫn phải tiếp tục tìm một công việc full time để có thể trả lời yes ở câu số 3 nhé quý vị. Sau đó, EDD cũng nói rằng để biết danh sách các hoạt động tìm việc làm đã được EDD chấp nhận cũng như những dịch vụ có sẵn để giúp quý vị tìm cơ hội làm việc, thì quý vị hãy truy cập trang web của EDD có tên là Returning to Work, hoặc là tham khảo phần yêu cầu tìm kiếm việc làm ở trong sách hướng dẫn về quyền lợi và dịch vụ việc làm mẫu DE-1275E. Ở đoạn cuối của thư thông báo có liên quan đến những quý vị đang nhận tiền trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang California nhưng đã chuyển sang tiểu bang khác để sinh sống và làm việc. Nếu quý vị thuộc trường hợp này, thì quý vị hãy để ý đoạn cuối của thư thông báo này nhé. Ở đoạn này, EDD nói rằng nếu như quý vị đang sinh sống ngoài tiểu bang California hoặc là đã dọn khỏi tiểu bang California trong lúc vẫn đang nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang California, quý vị phải đăng ký với sở thất nghiệp tại tiểu bang mà quý vị đang sinh sống và tuân theo các yêu cầu cũng như hướng dẫn của tiểu bang đó trong việc tìm kiếm việc làm. Việc quý vị không liên lạc với sở thất nghiệp nơi tiểu bang quý vị đang cư ngụ để làm theo những yêu cầu về việc đăng ký cũng như tìm việc làm của tiểu bang đó có thể sẽ dẫn đến việc tiền thất nghiệp của quý vị bị trì hoãn hoặc là bị mất trợ cấp thất nghiệp. Theo thông báo này của EDD, nếu như quý vị đã dọn khỏi tiểu bang California trong lúc quý vị đang nhận tiền thất nghiệp ở California, thì quý vị phải thông báo với sở thất nghiệp nơi quý vị dọn đến. Nếu quý vị không làm đúng những yêu cầu này,
thì tiền thất nghiệp của quý vị có thể sẽ bị trì trệ hoặc là bị cắt. Quý vị thân mến, và đó là nội dung của mẫu thông báo DE-238 của EDD. Quý vị nhớ làm theo những hướng dẫn của thư thông báo này để cho tiền thất nghiệp của mình không bị trì hoãn nhé. Còn ở phần tiếp theo của video, Lê Đình xin chia sẻ với quý vị cách biết quý vị đang nhận tiền thất nghiệp ở chương trình nào. Lê Đình đã có chia sẻ với quý vị cách này trong những video trước đây, nhưng vẫn còn một số quý vị đặt câu hỏi với Lê Đình, cho nên Lê Đình sẽ dành vài phút trong video này để chia sẻ với quý vị một lần nữa. Muốn biết quý vị đang nhận tiền thất nghiệp ở chương trình nào, quý vị hãy làm theo 4 bước đơn giản như sau. Bước thứ nhất, quý vị hãy log vào trong UI online của mình. Bước 2, chọn Claim History. Bước 3, chọn Transaction và hãy lựa phần Transaction của tuần lễ mới nhất. Bước thứ 4, quý vị hãy nhìn chỗ Program Type và nhìn những chữ ở trong đó. Những chữ đó sẽ cho quý vị biết chương trình thất nghiệp nào mà quý vị đang nhận. Nếu quý vị thấy trong Program Type của quý vị là chữ UI, tức là quý vị đang nhận tiền thất nghiệp ở chương trình UI. Nếu quý vị thấy chữ PEUC hoặc là Extension Tier 2, Extension Tier 2 Augmentation, có nghĩa là quý vị đang nhận chương trình mở rộng PEUC. Còn nếu như quý vị thấy chữ Extension Fed Ed, có nghĩa là quý vị đã nhận hết các tuần lễ của chương trình PEUC và bây giờ đang nhận các tuần lễ của chương trình Fed Ed. Cuối cùng, nếu quý vị thấy chữ Disaster Assistance trong phần Program Type của mình, tức là quý vị đang nhận chương trình PUA. Còn nếu như quý vị không nhận chương trình PUA mà quý vị thấy chữ Disaster Assistance, có nghĩa là quý vị đang nhận chương trình DUA, là chương trình trợ cấp cho những người đang sống trong những vùng có thảm họa của thiên nhiên, thí dụ như là cháy rừng, động đất hoặc là bão lụt. Quý vị thân mến, ở phần còn lại của video, Lê Đình xin chia sẻ với quý vị ví dụ mẫu cách làm Work Search Activity cho những quý vị ở chương trình UI và PEUC và cách lưu lại những activity đó như thế nào. Lê Đình xin lưu ý với quý vị rằng Lê Đình không làm việc cho EDD, cho nên đây chỉ là những gợi ý riêng của Lê Đình. Nếu Lê Đình đang nhận trợ cấp thất nghiệp thì Lê Đình sẽ làm như vậy. Quý vị không cần làm giống như Lê Đình nếu như quý vị có cách riêng của mình. Miễn sao, quý vị hãy tìm việc và lưu lại những hoạt động tìm việc của mình đúng theo hướng dẫn của EDD. Trong ví dụ này, Lê Đình sẽ làm một Work Search Activity mỗi tuần và lưu lại như sau. Tuần lễ từ 11 tháng 7 cho đến ngày 17 tháng 7, Lê Đình tạo một chương mục với CoreJobs và tải hồ sơ lý lịch của mình lên CoreJobs. Tuy việc này, EDD không bắt buộc nếu như quý vị nhận trợ cấp thất nghiệp ở UI hoặc là PEUC, nhưng khi quý vị tạo chương mục và tải hồ sơ lý lịch của mình lên CoreJobs, đây là cách rõ ràng nhất để chứng minh với EDD rằng quý vị có cố gắng tìm việc làm. Rồi Lê Đình cũng sẽ lấy một cuốn sổ, ghi lại những dòng chữ giống như quý vị đang thấy trên màn hình hoặc là lưu lại trong computer của mình. Bước sang tuần lễ 18 tháng 7 đến 24 tháng 7, Lê Đình sẽ tạo một chương mục trên trang tìm việc làm Indeed. Trên trang tìm việc này, quý vị sẽ không có số phone cũng như không có tên của người mà quý vị liên lạc. Vì vậy, quý vị chỉ ghi lại trong sổ của mình giống như là Lê Đình đang ghi ở trên màn hình cho quý vị thấy. Nếu như quý vị khai với EDD trên UI online của mình, khi quý vị làm certify, quý vị cũng chỉ ghi giống như Lê Đình đang ghi ở trên màn hình vậy thôi, chứ không có số phone hoặc là người liên lạc gì cả. Sang tuần lễ tiếp theo, 25 tháng 7 đến 31 tháng 7, hoạt động tìm kiếm việc làm của quý vị sẽ là gọi điện thoại cho bạn bè và báo cho bạn biết rằng quý vị đang tìm việc làm. Quý vị nhớ lưu lại ngày mà quý vị gọi điện thoại cho bạn, tên của người bạn đó và số điện thoại của người bạn đó nha quý vị. Quý vị thân mến, và đó là một vài gợi ý của Lê Đình về những Work Search Activity và cách ghi lại những công việc đó như thế nào. Lê Đình hy vọng những chia sẻ này của Lê Đình sẽ giúp cho quý vị có khái niệm một chút xíu về cách làm Work Search Activity và cách ghi lại những công việc mà quý vị đã tìm trong tuần lễ.
Lê Đinh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thêm nhiều video hữu ích khác. Cho nên, nếu như đây là lần đầu tiên quý vị đến với Lê Đinh Vlogs USA, xin quý vị hãy nhấn nút subscribe và nhấn nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đinh có video mới. Lê Đinh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước khi tạm biệt, Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.